Kính thưa quý vị, hiện tại thì Lê Nguyễn đang có mặt tại thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành của tỉnh Tiền Giang nha mọi người. Và bây giờ là 6:30 rồi. Phía trước mặt các bạn đây chính là một cái quán hủ tiếu rất là đông khách luôn nha mọi người. Đây, mình quay cho mọi người thấy nha. Chút nữa Lê Nguyễn sẽ vào bên trong ấy để quay và chia sẻ tới mọi người nha. Quay qua không gian của quán cho mọi người thấy nha. Đây là không gian của quán nha mọi người. Rất là đông khách, bên trong có rất là nhiều gia đình và các bạn đang ngồi ăn nha mọi người. Đây, thời điểm này quán là khá là đông. Bây giờ Lê Nguyễn sẽ vào quay đồ ăn ở quán chia sẻ tới tất cả mọi người nha. Rồi. Rồi. Đây là chiều mấy giờ là bắt đầu mình bán chị? 3 giờ rưỡi là 3 giờ rưỡi. Ồ. Vậy là 3 rưỡi bán đến mấy giờ mình nghỉ ạ? À? À vậy là khi nào hết nghỉ ha. Mấy cái cục giò ở trong cái nồi nước lèo to dữ vậy đó hả? Đây nè mọi người. Đồ ăn ở quán này, những cục giò này, cục thịt này, cục xương này. Khá là bắt mắt luôn. Phèo đây. Nha mọi người. Ở đây là có mì, có hoành thánh và hủ tiếu. Trên quốc lộ 1A luôn. Dạ. Cả bánh canh, cả nui luôn. Cả nui luôn. Wow, rất là đa dạng luôn nha. Đúng rồi, đa dạng. Rồi không biết là cái giá ở đây như thế nào chị? 30. 30. À, 30. 40, 50. À, dạ. Vậy là tùy ha. Khách ăn bao nhiêu cũng bán. Không lương, nó là gì? Trời ơi. Đây là hủ tiếu này. Phèo, thịt và phèo. À, có sườn, một cục sườn non. Dạ, bây giờ phèo này. Dạ, tô này là 40 đúng không ạ? Tô này 35 à. À, 35. Mình đang nhận diện ở tô này 40 nhưng mà rất bất ngờ có 35.000 thôi nha mọi người. Đó là rẻ hơn 5.000 đúng không? Theo dự đoán. Có thêm 2 viên và đánh tớ thì 4 triệu. Dạ, dạ. Wow. Từ 3 giờ đến bây giờ nha mọi người. Khách liên tục luôn thế này. Cái gì? Ừ. Bây giờ qua cái đoạn này mà khách đông quá đâu. Ừ. Vô khủng luôn đó. Đúng rồi. Rồi, tô này là 30 nha. À. Phía sau ngồi quá xa luôn. Rất là nhiều đồ ăn mà khá bắt mắt này. Những cái điểm như thế này là một là giá là rẻ, thứ hai là chất lượng. Đúng, đúng rồi. Đó, đó. Cho nên là mình khách nó đông khủng vậy đó. Đúng rồi. Đúng là bao nhiêu mà chưa ăn rồi là đang la là thưởng thức một cái tô thử cho biết. Nhưng mà chưa, đúng rồi, nhiều lắm quá luôn. À, chia sẻ mọi người. Dạ. Wow, rồi. Ăn rồi nhớ mãi đấy. Ở trong là bò viên ấy gì giờ chị? Trong bò nồi nước này. Bò viên hả? Bò viên to, cái cục to quá ha. Cái củ cải nữa. À bò viên cũng. Trời ơi, đã chưa nè. Quán mình bán ở đây được bao nhiêu năm tất cả rồi hả? Rồi tới 4 5 năm, 6 năm gì rồi quên rồi. À, không nhớ luôn. Bán cũng hơi lâu rồi mà quên luôn rồi. Dạ. Ôi, bán khá là lâu với nhau mọi người. Và cũng không nhớ là bán bao nhiêu năm luôn. Cô là bán lâu quá không nhớ nhiều năm luôn. Cô rất là địa chỉ là cố định ở đây luôn đúng không ạ? Rồi, đúng rồi. Dạ. Cái địa chỉ này là số mấy cô ha? Số nhà 101. Wow, nghe thấy là thấy xa xôi nhưng mà kính thưa quý vị, rất là dễ thôi. Đây là trung tâm thị trấn Tân Hiệp nha. Đối diện với này khu nhà thuốc An Khang của Bách Hóa Xanh nha mọi người. Nói chung là không khó tìm đâu, rất là dễ thôi. À, quanh khu vực này là có con cưng, có thế giới di động này rất là nhiều luôn nha mọi người. Cô rất là vui tính nha. Chắc buổi chiều á, buổi chiều mà khoảng 3:30 là ra đây mấy cái cây này đầy ấy. Wow, vậy lúc đấy là nhìn mới bắt mắt này. À, hẹn cô một dịp nào đó mình ghé 3:30 mình ăn thử rồi mình review xem. À. Cái lúc đó là bùa đầy á, đẹp. Nhìn là đồ lúc ấy mới chất này đây thì nó đặc sắc và nó bắt mắt á. Nhà người ta mình mướn ha. Dạ. Nhưng mà nói chung là nhìn mọi người thấy là phía sau là rất là nhiều khách đang ăn thưởng thức đồ ăn của quán cô luôn. Không ngờ quán của cô là đông khách như vậy đấy. Đi qua đây anh em chúng mình rất là bất ngờ. Bởi vì anh em chúng mình di chuyển mà từ dưới thị xã Cai Lệ, huyện Cai Lệ về đây mọi người. Và đi qua đây thấy cái trục đường quốc lộ 1 này. Quán của cô là một trong những quán mà mình thấy rằng có rất nhiều khách. Có thể được coi là đông khách nhất và đến ăn một lúc tối này mọi người. Và mình bỏ anh quay lại đây để quay xem quán cô có cái gì mà hút khách như thế. Thì để ý là thấy là những cái món cũng khá là gần gũi thôi. Có giò mắm nha kìa. Nhưng mà không ngờ rằng là đông khách như vậy mọi người. Có mắm da heo, rồi chả nữa. Đấy là nuôi đó. Nhìn cả kia. Khách mua về phải không cô? Rồi. Rồi quay cho mọi người thấy nha.
đồ ăn này, xe đồ ăn ở cô này, đặc trưng cũng khá là bắt mắt, nhìn bên ngoài thấy sáng nó rực đồ ăn luôn. Đi tủ nữa đúng không? Đúng rồi. Cô là người ở đâu đến đây buôn bán? Là người ở đây luôn. À vậy. Tiền Giang rồi, ha. Người Tiền Giang à? Người Tiền Giang. À ở đây nữa, ở quanh quanh đây luôn. À. Dạ. Nhà trong hẻm rồi ra đây bán. Ra đây bán cái nổi tiếng luôn. Đi bé ơi. Ồ. Cô rất là dễ tính, dễ thương. Nói chuyện vui vẻ. Dạ. Hồi xưa cô bán đồ ăn không? Bán đồ ăn. Con trên đường đi thôi, nhìn vô thấy cái quán cô nó hấp dẫn, thứ hai nữa thấy đông khách quá cho nên là ghé vô, chứ thật sự là ở dưới cây lại mới chạy lên. Cái phần này 50 rồi cô? Có 30 rồi. Ôi trời, cô quay cho con xem cái phần này có 30 ngàn này cô. Đây 30. 30 chắc. Ôi trời trời trời. Sườn này, gan này, và mình còn bò viên luôn, có cả trứng cút nữa. Bất ngờ một phần 30 ngàn chắc là như vậy đó. Đúng rồi. Khách đông phải. Đúng rồi. Nói chung là giữa cái thời buổi mà bão giá, kinh tế khó khăn này, quán của cô mình thấy vẫn còn rất là đông khách luôn nha mọi người. Bảo sao thì các cô là bán cái giá cũng khá là bình dân. Và đồ ăn có lẽ là mình chưa thưởng thức, nhưng mà mọi người ăn ở đây thì mình nghĩ là chắc là sẽ là rất là ngon này. Khách đây có lẽ đều là khách bà con quanh quanh làm việc ở các công nghiệp hoặc là dân địa phương đây thôi, chứ cũng chả phải là xa xôi đâu cả. Bởi vì dân địa phương cho nên là người ta rành chỗ ăn ngon lắm. Chỗ nào ăn rẻ mà ngon là người ta tới đông thôi. Đúng rồi. Nó kiểu như vậy. Bây giờ cái địa phương nào cũng vậy, mọi người để mà những cái hàng quán mà như thế này là vô chắc chắn. Một là rẻ, hai là vừa rẻ vừa ngon. Đúng. Một là rẻ, hai là ngon. Ba nữa là vừa rẻ mà vừa ngon. Cho nên là thường là khách người ta chọn lắm. Khách địa phương người ta ăn rất là sành. Bánh canh, bánh canh. Sáng là làm đồ không bán phải không cô? Đúng rồi. Dạ. Nồi nước dùng mình thấy là cạn rồi kìa. Ở trong vơi rồi. Vơi lắm rồi. Ở bên trong mình thấy có rất nhiều xương luôn. Còn nước dùng không cô? Thấy sắp hết rồi đó. Sắp hết rồi. À, nấu nước dùng ở nhà. Vậy là không nấu ở đây à? À, tức là cái chỗ mà nước đo rửa ráy không tiện ha. À, kìa cái rổ tiền kìa, để kìa, mọi người thấy sắp đầy cái rổ tiền nữa đó. Đây quay cho mọi người thấy, trộm nào cũng đến đây cũng biết luôn ha. Phía sau đó. Thường cho các anh biết. 7-8 giờ nghỉ ở dưới cô. Khi nào hết nghỉ bán, chứ hết giờ nào nghỉ gì đó, anh chị. Dạ. Bữa bán đắt hàng thì hết sớm, thì nghỉ sớm. Thường hết sớm là khoảng mấy giờ là hết? 7 giờ rưỡi rồi hết rồi. À, sớm nhất. Dạ. Tính ra sớm ha. Chủ nhật rồi đó, thứ 7 rồi đó, là bán thứ 7 rồi hết rồi. Ủa? Dạ là thứ 7, chủ nhật là nó đắt hết trong ngày thường. Đắt hết luôn. Hay á. Có này thường là cuối tuần họ nghỉ, họ không đi làm á, ở nhà chứ. Ở nhà họ ăn nhậu á. Chứ. Bé ra là ở đây là đi ăn nhiều hơn đi nhậu. Dạ. Cũng không hiểu vì sao. Bởi vì rõ ràng là thứ 7 cuối tuần là mọi người người ta không đi làm, mọi người đó, người ta ở nhà, người ta đi chơi, đi ăn nhậu ấy. Còn là bây giờ đi làm, đi về trên đường hoặc đi tăng ca thì có thể là mình ăn tối. Ừ, năm ơi. Đâu này ta? Cô múc liên tục á, không thấy từ nãy giờ, không thấy ngơi cái tay luôn á. Thế mọi người là đoán là nhà là cách nó xong như thế nào, múc liên tục á. Phú nghe, phú nghe. Đấy, nhưng một cái tô là 30 cành. 30 ngàn á. Đấy, ấp luôn. Mọi người thấy đồ ăn cô cho rất là rộng rãi luôn. Trời ơi, một cục cho lên. Bán nhiều tí. Bán cô gấp mất mạnh tay mà. Đồ nhà mình làm được mà. Cái nhà lắm. Chủ yếu là nhờ số lượng. Dạ. Đúng rồi. Số lượng nhiều thì mới lời thôi mọi người. Làm giàu. Đúng rồi. Đúng không? Lấy công làm giàu đúng không? Chứ mà tôi cô cho từng đấy đồ ăn mà.
Mặc 30. Đúng ra thì tính ra thì nó lại không nhiều. Đúng nhưng rồi. Mà được cái nếu mà dài thì cái sườn kia kìa, cái sườn kia rất là mắc đâu phải rẻ đâu. Đúng rồi, sườn mắc. Sườn nó gọi là sườn non cơ nhỉ? Sao không lấy sườn già cho rẻ hơn cô? Yeah. Bán là bán ngon rồi mới chịu. Lấy vậy chị. Okay. Sườn không á nha. Sườn không không thấy được cái ngon được cái chủ. Không thấy được cái chủ. Không không sườn không ơi, ok. Đây còn mình không có sườn. Cho nó luôn. Đây. Bánh về cho anh đi về trước đi. Bánh canh nè. Bánh canh tại gì? Nạc Hoài Thánh chiên trứng cút. Cô là cô đứng chính ở cái xe này. Còn hai người chỉ có hai người phụ rồi cô. Ba. Có ba người à. Ba người. Yeah. Từng đây mà tí nữa ông nào mới rửa bát về chết này. Có cái người nữa mà định công rồi đi chơi rồi. Cái đấy nhiệm vụ đó là nhiệm vụ lớn lao nhất á. Định công đi chơi chắc đại ca quá. Ừ, đại ca. Đó. Con trai cô hả? À thế à, chỉ đang làm liều như thế là chỉ có con trai và con gái thôi. Chứ con dâu thì không dám đâu. Cô không là con nữ đi. Không, con dâu nó cho mình nghỉ luôn á. Đứng ra đứng bán. Cái bằng nào cũng có đầy đủ là một miếng sườn non, da heo, miếng chả, rồi trứng cút. Cẩm nè, 4 món nè. Dạ. Là 30. À, sao cầm 30 là có bằng ta thập cẩm có lại đầy đủ 4 món á. Ừ. Dạ. Vậy thôi. Em ăn sườn hả? Khách liên tục luôn nha mọi người. Từ lúc mình quay đến giờ chưa thấy khi nào cô mà ngơi tay luôn nha. Cái huyện Châu Thành của tỉnh Tiền Giang thấy con xe bán hủ tiếu thì thấy đắt khách quá cho nên là dừng xe lại ghé vô để quay review một lượt xem thôi. Con xe hủ tiếu thì đắt khách lắm, nhìn cái tủ này mọi người đúng rồi, có bò viên, có giò quanh, có sườn non, có giò mắm, da heo, có lòng, có trứng cút, đầy đủ hết luôn ha. Ở đây bán 30.000 một tô. Cô ơi, trò chuyện mới trò chuyện một lúc rồi chưa biết tên cô. Hả? Không biết tên cô là gì nhỉ? Tên cô là gì hả? Vâng. Thấy để tên quán cũng không lấy để tên luôn. Chưa để tên. Chưa để tên quán luôn. Đang còn suy nghĩ. Đang suy nghĩ à? Chưa ra cái tên. Cái bản cũ rồi cứ để bán được cứ bán hoài chứ không. Phải có cái tên để người ta sau mai mốt người ta đến người ta biết chứ. Bởi vì có rất nhiều khách người ta đi đường dài đường trường người ta tò mò quán ăn của cô chẳng hạn. Mười bánh không trộn vậy đó. Mười bánh không trộn. Đó. Chứ bây giờ người ta biết tìm chỗ nào. Đúng không? Chỗ nào hả? Cái chỗ này là chợ Tân Hiệp. Chợ Tân Hiệp. Đối diện Bách Hóa Xanh nha. Nhà thuốc Hồng Khang ha. Bách Hóa Xanh. Dạ. Cứ 15:30 là ở đây bán. Nói chung là do buôn bán được quá chưa buồn thay biển. Mà biển không có tên. Biển không cần tên. Miễn là đông khách là được, không cần tên. Khách đúng ở xa mà lần đầu đến là đánh đố luôn. Đúng rồi, không cần tên tuổi gì cái. Miễn là cô vui thật. Miễn là đêm nào mà khách cũng vô đông nhẹ cái dưới tháng này là. Đúng rồi. Mỗi cần tên tuổi gì. Lá gì lá? Cảm gì lá? Cô làm cái phần này là 10 phần. 10 phần. Chắc là anh nghe ở trong khu có tăng ca quá. Ở đây là cái đường vào khu công nghiệp đúng không cô? Dạ, bán tới 15:30 là bán. Đúng rồi. Trời cũng múc thêm. Đúng rồi, đợi cô lấy tiếp dùng nha mọi người. Đây quay cho mọi người thấy phía sau này, chỗ ngồi rất là nhiều luôn nha, thoải mái luôn nha.
Đây là hành khô cô nhỉ. Dạ. Quán này của cô chắc được nhiều bạn quay review ẩm thực đến đây review quá. Vậy. Vì nó nằm ngay mặt đường mà một cái địa điểm mà thấy có khách như thế đấy. Gan á, gan. Rồi cô cho hết dầu mọi người, hết dầu và bây giờ phải tăng cường thêm rau, thêm hành khô, rồi chuẩn bị về lấy nước dùng cho nữa. Nước dùng đang nấu ở nhà. Cách đây xa không cô? Nhà mình cách đây xa không cô? À dạ. Rồi cảm ơn tất cả quý vị theo dõi và chia sẻ của Lê Nguyễn nha. Tạm biệt mọi người.